Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Xanh. Hôm nay thì đội ngũ kỹ thuật của Nông nghiệp Xanh đang đi đến tư vấn cho một trang trại bưởi da xanh 2.000 gốc thuộc huyện Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk. Và cái chủ đề hôm nay Nông nghiệp Xanh sẽ trao đổi cùng với bà con qua cái video này, đó là cái vấn đề bón phân chuồng như thế nào là tốt cho cây bưởi da xanh cũng như là các loại cây trồng khác. Trong màn ảnh của bà con đang xem, đây là vườn bưởi da xanh đã trồng được khoảng 3 năm rồi, và hiện tại là cây đang bị nhiễm bệnh ghẻ lá, ghẻ loét. Trên cây có muối đây. Tình trạng bị ghẻ thì khá là nhiều ở trên vườn. Và vườn này thì cần phải phục hồi, khá là nhiều chuyện để làm. Và chia sẻ bà con về cái cách mình bón phân chuồng cho nó hợp lý. Đây trong màn ảnh bà con xem là chủ vườn vừa cho sới xung quanh phần gốc để mà bón phân gà. Đây là phân gà trấu chưa qua xử lý, khi mua thì được đóng bao vào những chiếc bao cám, và chủ vườn để cũng được khoảng 2-3 tháng rồi ở trong bao, và bây giờ là đang sổ ra trong cái những cái đường rãnh như thế này. Thì chia sẻ bà con đầu tiên về cái vai trò của phân chuồng đối với các cái loại cây trồng. Đó là cái phân chuồng thì trong đó hàm lượng dinh dưỡng của nó thì vừa phải thôi chứ không có cao. Ví dụ như trong phân chuồng tự nhiên thì hàm lượng NPK ở trong đó nó không có cao. Nhưng mà mình bón phân chuồng để làm gì? Cái nhiệm vụ chính của phân chuồng là bổ sung một cái lượng dinh dưỡng cho cây. Và quan trọng nhất là phân chuồng này khi đưa vào đất thì nó sẽ cung cấp thêm cái chất hữu cơ cho đất của mình và làm đất của mình nó tươi xốp hơn. Đó là về cái công dụng của phân chuồng. Và về cái thời điểm mình bón phân chuồng thích hợp để mình bón, đó là vào cái giai đoạn và khi mà nó đã kết thúc mùa mưa và chuyển qua mùa nắng, thì khi đó là công tác mình cần phải phục hồi bộ rễ. Thì lúc đó thì mình sẽ, sau khi phục hồi bộ rễ thì mình sẽ cung cấp thêm phân chuồng vào để nó tạo cái môi trường tốt nhất cho cái đất của mình cũng như là cho cái cây của mình nó phát triển. Và sau đó là một cái thời điểm cũng thích hợp thứ hai để mình bón phân chuồng, đó là thời điểm mà nó gần kết thúc mùa nắng để chuyển qua mùa mưa, thì mình bón thêm một lần nữa. Trong năm mình cần hai thời điểm đó, là mình bón vào cho đất của mình bổ sung thêm cái chất hữu cơ bằng cái phân chuồng truyền thống. Đó là ngoài những cái hữu cơ mà mình đã bón bằng cái hữu cơ vi sinh, thì phân chuồng ủ hoai là mình bón vào hai thời điểm đó là thích hợp. Và khi mình bón á, thì cái điều kiện quan trọng nhất đó là mình phải ủ hoai. Như chủ vườn đang sử dụng cái phân chuồng chưa ủ hoai như thế này là không có hợp lý này. Bởi vì á, trong phân chuồng, trong chuồng trại thì nó có nhiều cái loại vi khuẩn có hại cho cây trồng. Đó là cái mà mình nếu không qua xử lý bằng các cái chủng men vi sinh vật để mà phân giải ra thì nó sẽ là cái nguồn bệnh cho cái cây của mình. Nó gây ra rất là nhiều loại bệnh. Nó gây ra nấm khuẩn ở trên lá và kể cả nấm khuẩn ở trong bộ rễ. Cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái bệnh vàng lá thối rễ. Đó. Và cái cách bón như thế nào cho nó chính xác, có nghĩa là mình không có tác dụng cơ học như thế này. Bởi vì khi mình tác dụng cơ học thế này có nghĩa là mình đào xung quanh cái bộ rễ. Mà chắc chắn là với cái cây lớn như thế này thì cái mình đào quanh tán như thế này chắc chắn nó sẽ bị đứt rễ. Và đứt rễ mà mình không sát trùng cho nó, mà mình còn đưa vào một cái nguồn bệnh là phân chuồng chưa ủ hoa như thế này là sẽ gây ra bệnh cho cây. Mình không cần phải đào đâu bà con. Mình chỉ cần mình rải ở trên mặt theo cái chu vi của cái tán cây đó thì nó sẽ làm cái tác dụng của đó là làm đất của mình nó tơi xốp và rễ cây nó sẽ ăn dinh dưỡng từ cái phân chuồng đó, chứ không cần mình phải đào lên như thế này.
Đó, như thế này thì mình phải xử lý rễ rồi rất là cực ha. À, và một cái điểm mà cần phải lưu ý nữa, như bà con đầu video đã nói bà con là cái vườn này hiện tại là nó đang bị ghẻ loét do vi khuẩn. Mà bây giờ mình trong cái dạng này á, thì mình ưu tiên là mình sẽ phun thuốc để cho nó diệt cái bệnh ghẻ loét vi khuẩn này. Nhưng mà mình chưa diệt được mà mình lại bón cái phân gà chưa ủ hoa như thế này nữa là nó lại tạo thêm cái nguồn nấm bệnh cho cây mình nữa, là cây mình nó không thể nào nó khỏe được, rất là cực. Như bây giờ vườn này cái hướng xử lý là bây giờ bắt đầu mình đi vào là mình sẽ cho phun liên tiếp cái ghẻ loét này. Thì cái ghẻ loét này yêu cầu nó là phải phun đều và phun liên tục 3 lần nhưng mà liên tiếp nhau. Để làm gì? Để những cái vết ghẻ này, những vết loét này nó phải khô và nó phải tiêu diệt hết được những cái con vi khuẩn ở trong những cái vết thương này. Chứ nếu chúng ta mà phun không kỹ hoặc là phun thưa ngày ra thì nó sẽ rất khó chết được cái con này. Bởi vì mưa xuống, độ ẩm có, hoặc là mình tưới nước nó văng lên, nó ướt những cái lá này, nó có độ ẩm thì những cái con này lá lại tiếp tục nó đi ra, nó hoành hành cho mình nữa, thì nó sẽ gây ra cái bệnh cho cây mình rất là nhiều và không thể nào khỏi được. Và nó ăn thế này nó còn ăn vào trong thân nữa, rất là cực khi mà mình phục hồi cái vườn này. Thì bà con lưu ý cho nông nghiệp xanh một số cái điều căn bản, đó là phân chuồng khi bón thì mình phải ủ hoai, và khi mình bón thì mình nên bón vào những thời điểm đó là khi kết thúc mùa mưa, đầu mùa nắng, và khi chuẩn bị kết thúc cái mùa nắng là mình bón 2 lần trong năm, như vậy là ổn. Còn trong thời điểm mùa mưa dầm và những thời điểm mà giao mùa như thế này thì mình chưa nên bón vội cái phân chuồng. Và khi bón thì không cần phải đào rẫy, mà mình chỉ cần là mình bón ở trên mặt thôi, và mình phun men đồ thêm, và có thể là tủ thêm rơm đồ các thứ để nó tạo điều kiện nó lan nhân sinh khối những cái con vi sinh vật có lợi cho đất của mình là ổn. Thì chỉ chia sẻ bà con một cái video ngắn về vấn đề sử dụng phân chuồng cho cây bưởi da xanh cũng như các cây có múi. Thì xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.